Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay mình đi câu cá nha anh em. Đây, hôm nay mình sẽ câu cá ở cái con suối này. Tí khúc này anh em có thể thấy ha. Khúc suối này rất chi là rộng mà sâu này, nước chảy này. Cái chỗ này là thường chắc chắn là sẽ không ai chích điện và thả lưới được. Và mình hôm nay sẽ dùng cám để đi câu cá chép. Thì những cái con cá chép là nó rất chi là tinh khôn. Thường thường nó chỉ ăn phù du thôi. Hoặc là ăn cái thứ gì đó thôi, chứ nó rất chi là ít ăn cám. Đây, để mình quay một vòng cho anh em xem ha. Ở chỗ này nước rất chi là chảy này. Nhưng mà ở giữa nó êm này. Đây, nhìn rất chi là rộng ha. Anh em có thể thấy ha. Rồi, bây giờ mình đi lấy cần để bung cần thôi. Thì hôm nay mình không câu cần máy, mình chỉ chiến bằng hai cây cần tay này thôi. Và bây giờ mình sẽ chiến nha anh em. Mình thử chiến với mấy con cá chép tinh khôn này thử xem làm sao. Và mình sẽ quay lại clip cho anh em xem ha. Đây, cái cám này là mình trộn, cái cám này là cám mình làm này. Mình sẽ trộn với cắm chim. Thì tỷ lệ của nó là 4-6 nha anh em. Cám mình làm là 6 cắm chim 4. Và bây giờ mình sẽ bóp đều nó. Thử thôi là muốn ăn rồi anh em. Thơm lừng lực luôn. Đây, anh em có thể thấy ha. Nhìn nó rất mê rồi này. Đây, anh em có thấy gì không? Mè dinh nha anh em. Mè dinh to ấy, khá to, con này to ấy. Con này mình không bắt nha anh em, mình sẽ thả nó cho nó sống, không ai muốn nó lớn. Anh em nào mà đam mê câu cá ha, thì từ tháng này nè cho tới tháng 12 âm lịch, là nếu anh em nào đam mê câu cá chép, là những cái tháng này là câu cá chép rất là ok nha anh em. Đó là những anh em nào mà ở miền Nam á, khu vực miền Nam, thì vào những cái ngày này là câu cá chép rất chi là ok. Tại vì nếu mà anh em mà câu ra Tết là con cá chép lúc đó nó dự trữ cái số năng lượng nó ăn đã qua một thời gian rồi, để nó chờ mưa xuống nó đẻ, cho nên lúc đó là cá rất chi là ít ăn. Vào cái mùa này mà anh em mình câu là cá chép ưa ăn đó. Chắc ăn quá. Anh em nghĩ sao với cái con này?
anh em nhìn thấy không, khiếp không? Lâu kiếm nha anh em, cào bay này. Ăn ngay miệng luôn nha anh em. Này, khiếp không? Này, anh em nhìn thấy không? Cào cá khiếp chưa? Nó còn to hơn cả cổ tay mình nữa. Đây, anh em nhìn thấy con mày dinh không? Kinh khủng không? Mày dinh này anh em này. Trời ơi, con mày dinh quá đã luôn. Anh em có thể thấy à? Con mày dinh kinh khủng. Đấy lúa anh em. Những con mày dinh này rất hiếm khi mà câu ngoài suối mà dính được nha anh em. Hôm nay là ngày may mắn của mình rồi. Con cá trô rất chi là to. Mình hồi nãy vừa mới nói xong là cái mồi này là cá chép, mày dinh và cá trôi. Thì bây giờ cá trôi, con này con cá trôi trôi đỏ này anh em này. Lên hàng nha anh em. Trong suối là như vậy là quá trống mánh rồi anh em. Không còn gì mong đợi hơn nữa rồi.
Rồi, mình nhổ cần anh em. Trời cũng bắt đầu mờ mờ tối rồi. Đây, cá hôm nay, buổi chiều hôm nay mình câu này anh em này. Được 3 con, 2 con mài dinh, 1 con cắt đôi. Con mài dinh là khá to nha anh em. Con này mà về chân tương thì bá cháy luôn á. Chắc buổi tối này chắc mình lại có các cá mài dinh chân tương rồi. Giờ mình sẽ về chân tương con cá mài dinh này anh em. Anh em có thể thấy ha, to hơn cả bàn tay mình luôn. Giờ mình về nha anh em.